Không còn thời gian nữa. Tôi chọn giùm anh. Tôi ở lại đây, anh thả họ ra đi. Sau khi họ an toàn rời khỏi đây, tôi lập tức chuyển tiền cho anh. Bây giờ anh uy hiếp tôi hay là dạy tôi cách làm việc đi? Chỉ là giao dịch thôi. Con của anh có thể đi, nhưng Lâm Tuệ thì không được. Anh biết thế nào gọi là yêu sao? Anh có yêu em Tuệ sao? Ngay cả can đảm cho cổ chọn anh cũng không có. Lập tức đi đi. Đừng mà. Sao đây? Chẳng phải mày rất thích sai người ta làm việc sao hả? Bước tiếp theo tao phải làm sao đi? Đã có lỗi còn không chịu nhận, còn muốn hù dọa tao. Nói cho mày biết, suốt cuộc đời này tao vẫn là đại ca của mày. Không có tao thì không có mày ngày hôm nay. Mày đứng lên. Đừng mà. Đập tới chuyện đi. Chuyển nhanh lên, nếu không con của mày sẽ đau đớn còn hơn chết. Mau chuyển tiền đi. Nhập mật khẩu. Tài khoản chi trả. Tài khoản chuyển. Đang chuyển. Thành công. Tao có cho mày đi chưa? Có phải ông bị điên rồi không? Bà tôi đã đưa tiền cho ông rồi, ông còn muốn gì nữa? Luôn cả cô cũng dạy tôi cách làm người sao? Người không nên có mặt ở đây nhất chính là cô. Đừng. Anh Chinh. Má. Anh Chinh. Vụ của thằng Bân tôi còn chưa tính ra. Anh lo cho bản thân mình trước đi. Cảnh sát. Anh Chính. Bân Nghi, có bị thương không? Đừng bỏ em anh Chính. Anh Chính. Anh Chính. Đi rồi sao? Nếu đâu súng sẽ chết cả đám nữa. Ba tôi ở trong đó,
Nhưng chúng ta phải đợi hỗ trợ. Không kịp nữa đâu. Không lẽ đứng nhìn ba tôi chết hả? Tôi cũng không muốn nhìn chú ấy chết. Nếu như là Niềm, để tôi vô trong. Ba, sao hả? Đi thôi.